Chào mừng các bạn đã đến với tin tức mới và ngay sau đây hãy cùng với chúng mình cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây, Hương Giang tiếp tục khoe độ chịu chơi và khiến nhiều khán giả phải suy xoa ngưỡng mộ khi khoe xế hộp hạng sang mới tậu giá trị gần 5 tỷ đồng. Trước tin vui tậu xe, nhiều bạn bè khán giả ngay lập tức để lại bình luận chúc mừng đến Hương Giang. Hương Giang là nghệ sĩ hoạt động đa năng, thành công trong nhiều vai trò khác nhau như hoa hậu, ca sĩ, huấn luyện viên, người mẫu. Cô còn là nghệ sĩ đắt show truyền hình và được nhiều thương hiệu lựa chọn làm gương mặt đại diện. Ở tuổi 28, Hương Giang đang sở hữu khối tài sản đáng mơ ước với nhiều người. Nữ ca sĩ đang sở hữu căn hộ cao cấp tại quận 2 thành phố Hồ Chí Minh với đầy đủ tiện nghi, được biết toàn bộ không gian trong nhà hoàn toàn do Hương Giang lên ý tưởng và nhờ kiến trúc sư thực hiện. Và đầu năm 2020, Hương Giang tiết lộ mua tặng mẹ một căn hộ hạng sang ở Hà Nội nhân dịp sinh nhật Mẹ vất vả nhiều vì con rồi, hôm nay sinh nhật mẹ, con có món quà tặng cho mẹ. Hy vọng mẹ luôn vui vẻ, dù con ở xa, nhưng mẹ luôn cảm thấy hạnh phúc và tự hào, yên tâm vì con. Nữ ca sĩ chia sẻ. Ngoài ra Hương Giang còn là một mỹ nhân hàng hiệu trong sơ bít Việt. Nữ ca sĩ thường xuyên khoe khéo tủ đồ thông qua bức ảnh chụp. Ngoài ra Hương Giang luôn xuất hiện với hình ảnh ngập đổ hiệu từ những thương hiệu thời trang danh tiếng Valentino, Christian Louboutin, Hermes, Chanel, Fendi. Năm 2012, Hương Giang gây dấu ấn đặc biệt khi tham gia chương trình Việt Nam Idol. Từ đó cô được người hâm mộ biết tới với tên gọi Hương Giang Idol. Xuất thân là một ca sĩ, nhưng Hương Giang chỉ thực sự được coi là thành công khi đạt danh hiệu Hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018. Kể từ đó, sự nghiệp Hương Giang lên như diều gặp gió. 7 năm hoạt động showbiz thì cuối cùng, cho đến thời điểm này, Hương Giang cực kỳ thành công sở hữu khối tài sản cách xù. Kể từ sau khi đăng quang Hoa hậu chuyển giới quốc tế 2018, Hương Giang cực kỳ đa show, từ những show thời trang đến những chương trình truyền hình thực tế. Có thể kể đến như Người ấy là ai, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Voice Kid. Để mời được Hương Giang làm vedette trong các show truyền hình, khách mời, cố vấn hay huấn luyện viên trong chương trình truyền hình thực tế, người ta phải bỏ số tiền không nhỏ. Mỗi show có thể lên tới hàng chục, hàng trăm triệu đồng. Riêng những chương trình dài tập, nữ nghệ sĩ cũng dễ dàng thu về ngót ngét tiền tỷ. Cô từng tâm sự, Giang vừa phải làm vừa phải chi trả nhiều mặt, đầu tư nhiều thứ, mua nhà mua xe cũng đến tiền tỷ, cũng phải dành dụm thêm thời gian nữa, hy vọng có thể mua được nhà sớm. Hương Giang Idol có lẽ là nữ ca sĩ chăm chỉ đi du lịch nhất nhì sơ biết khi trên trang cá nhân liên tục cập nhật hình ảnh cô nàng vi vu khắp nơi. Từ Thái Lan, Moscow đến Trung Quốc, đầu đầu cũng có dấu chân của giọng ca, mùa ta đã yêu. Người đẹp thường xuyên khoe khéo hình ảnh về khối tài sản đáng mơ ước của mình cảm ơn các bạn đã xem video chúng mình là tin tức mới vậy đừng quên nhấn like share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày nhé xin chào và hẹn gặp lại